mến chào quý khán thính giả thân thương đang xem chương trình thời sự hoa kỳ do emily và cộng sự thực hiện kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy niềm vui bình an và hạnh phúc trước khi bắt đầu chương trình xin quý vị hãy dành tặng cho emily một like để tiếp thêm động lực ngày mới emily và cộng sự xin chân thành cảm ơn quý vị trở lại chương trình hôm nay emily xin cùng quý vị điểm qua một số tin đáng chú ý sau đây tung hơn 30 triệu đô la tiền quảng cáo cho bài thông điệp liên bang của Biden và Dân Chủ nhận về hậu quả đau đớn. Rùa ruột đầu, chú Biden từ chối ra tranh luận trực tiếp với Donald Trump, tiếp tục chui xuống hầm trú ẩn và thực hiện kế hoạch tranh cử năm 2020. George Soros nhúng tay để hội đồng đạo đức quận Fulton sẽ không nghe khiếu nại chống lại Fannie Willis. Thưa quý vị, Phó Giám đốc chiến dịch tranh cử của ông Biden là Rob Blaherty hôm tối ngày 8 tháng 3 đã tiết lộ số tiền chi tiêu cho quảng cáo và phát tán bài thông điệp liên bang đã lên con số khổng lồ, chi tiêu nhiều hơn số tiền mà chiến dịch tranh cử của Biden đã chi trong cả năm ngoái. Thế nhưng lại nhận về kết cục đau đớn khi các cử tri đã rất phẫn nộ thay vì hứng khởi. Hầu hết dân Mỹ đều cho rằng các lời phát biểu của Biden sạc mùi đảng phái và hung hãn mang tính chính trị cá nhân. Thay vì gửi tới người dân Mỹ một thông điệp nào đó giúp phát triển quốc gia này hoặc là gửi tới cho họ một niềm hy vọng, Joe Biden lại chọn cách tấn công Donald Trump và đồng minh ông ấy. Chiến dịch tái tranh cử tổng thống của Tổng thống Biden những tưởng sẽ phụ sống toàn bộ các bang chiến trường trước cuộc bầu cử quan trọng. Thế nhưng giờ đây, dường như họ đang ôm nỗi sợ hãi. Dân chúng dường như đang phẫn nộ tột cùng. Nhiều người khi được hỏi cho biết Biden đã có số giờ tốt để thống nhất lòng dân, nhưng ông ta đã bỏ qua cơ hội này. Điều ngu ngốc nhất bạn có thể làm là đánh giá quá cao về Biden. Bài phát biểu hung hăng của Biden là gây chia sẻ, đảng phái và hoàn toàn ô nhục. Dân chúng Hoa Kỳ đã phản pháo rằng họ nghĩ đây là nhà nước gây chia rẽ nhất của liên bang so với vị tổng thống lạc lộng nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Ông này thật kỳ lạ, mang tính thù hằng quá lớn. Theo kế hoạch sắp tới của đảng Dân Chủ, họ sẽ đưa Biden đến thăm Pennsylvania vào thứ Sáu và cũng có kế hoạch đi qua Georgia, New Hampshire và Wisconsin và Michigan trong tuần tới khi ông chuẩn bị đối đầu với cựu Tổng thống Donald Trump. Julie, quản lý chiến dịch tranh cử của Biden đã không bình luận thêm sau khi nhận hung tin đó. Rùa ruột đầu, Joe Biden từ chối ra tranh luận trực tiếp với Donald Trump, tiếp tục chui xuống hầm trú ẩn và thực hiện kế hoạch tranh cử năm 2020. Quý vị thân mến, vào năm 2020, Đảng Dân Chủ đã khiến cho cả thế giới một phen bất ngờ bật ngửa khi ứng cử viên Joe Biden trong suốt thời gian tranh cử đều nấp dưới hầm trú ẩn. Nhưng ông lại có tới 81 triệu phiếu bầu chọn. Con số ngày càng vượt xa vị tổng thống da màu mà họ cho rằng là được yêu mến nhất trong đảng Dân Chủ là Obama. Chưa hết, hàng trăm ngàn phiếu đột ngột đổ về cho Joe Biden chỉ sau một đêm định mệnh. Đêm đó được Donald Trump và người dân Mỹ gọi là gian lận. Suốt được bài học quá đắt giá, Donald Trump và đảng Cộng hòa giờ đây đã tìm đủ mọi cách để chống lại biến cố năm 2020, lặp lại một lần nữa. Ngay từ đầu, Donald Trump đã thể hiện ông là một vị tổng tư lệnh thực sự đủ tâm, trí, dũng và đủ tài. Khi vừa được đảng Cộng hòa trao cho vị trí tối cao, Donald Trump lập tức gửi lời thách thức tới bên đối thủ, đòi ứng viên Joe Biden ra tranh luận trực tiếp nhưng cho đến nay dường như nỗi sợ hãi đã bao trùm lên đảng dân chủ sau lời thách đấu đó bất chấp dư luận và dân chủ vẫn chọn cách đưa Biden xuống hầm để tránh đối đầu tổng thống Joe Biden sau đó đã vội nói thêm một câu rằng tôi không bác bỏ ý tưởng tranh luận với cựu tổng thống Donald Trump trước cuộc tổng tuyển cử nhưng quyết định sẽ được đưa ra dựa trên hành động của ứng cử viên tổng thống đảng cộng hòa điều đó phụ thuộc vào hành động của ông Trump Thật nực cười phải không thưa quý vị, Biden dường như chẳng biết ông ta đang nói cái gì bởi Donald Trump đã gửi lời thách đấu. Cựu Tổng thống Trump đã bỏ qua tất cả các cuộc tranh luận Tổng thống của đảng Cộng Hòa và là ứng cử viên hàng đầu còn lại của đảng Cộng Hòa cho chiếc ghế Tổng thống. Chỉ đợi chờ đến cơ hội này, ông đã kêu gọi ông Biden tranh luận với ông ấy. Điều quan trọng là vì lợi ích của đất nước chúng ta, ông Joe Biden và tôi sẽ tranh luận về các vấn đề rất quan trọng đối với nước Mỹ và người dân Mỹ. Ông Trump đang trên rút social vào tối thứ tư ngày 6 tháng 3. Vì vậy, tôi kêu gọi các cuộc tranh luận mọi lúc, mọi nơi. Các cuộc tranh luận có thể được điều hành bởi Ủy ban dân chủ quốc gia Đảng dân chủ bại hoại hoặc các nhánh của họ, Ủy ban tranh luận tổng thống của họ. Tôi mong nhận được phản hồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến vấn đề này. Trước bài phát biểu thông điệp liên bang của ông Biden hôm ngày 7 tháng 3, chiến dịch tranh cử của ông Biden đã liên tục tìm cách bác bỏ thách thức tranh luận của ông Donald Trump. Trong bài phát biểu của ông Joe Biden, ông đã tấn công ông Trump về vấn đề phá thai, nhập cư, Nga kiểm soát súng và Covid-19. Ông Trump đã đăng trực tiếp câu trả lời của mình cho bài phát biểu của ông Biden trên Truth Social, phản bác lại những tuyên bố của Tổng thống về Ukraine, NATO và cuộc bạo loạn ở Điện Capitol vào ngày 6 tháng 1. Trong một đoạn clip phỏng vấn do MSNBC phát hành hôm ngày 8 tháng 3, Phó Tổng thống Kamala Harris cho biết bà chưa nói chuyện với ông Biden về việc tranh luận với ông Trump và nói rằng đó là một lựa chọn sẽ sớm được quyết định và chúng tôi sẽ thông báo cho mọi người. George Soros nhúng tay để Hội đồng Đạo đức quận Fulton sẽ không nghe khiếu nại chống lại Fannie Willis. Thưa quý vị, một hội đồng đạo đức của quận Fulton, Georgia dự kiến nghe các khiếu nại chống lại luật sư quận Fanny Willis vào thứ Năm đã hủy bỏ các kế hoạch đó sau khi nhận thấy nó thiếu thẩm quyền. Ban đạo đức quận Fulton dự kiến sẽ xét xử hai đơn khiếu nại chống lại Willis sau khi một đồng phạm của cựu Tổng thống Trump trong vụ can thiệp bầu cử ở Georgia cáo buộc Willis có quan hệ bất chính với công tố viên đặc biệt Nathan Way, người được bà thuê để truy tố Trump tuy nhiên vài ngày trước khi hội đồng triệu tập vào thứ năm chương trình cuộc họp đã được cập nhật để loại bỏ việc xem xét những khiếu nại đó tại cuộc họp hôm thứ năm chủ tịch daraka satcher tuyên bố hội đồng quản trị thiếu thẩm quyền đối với các khiếu nại vì willis là quan chức hiến pháp của bang chứ không phải quan chức của quận quy tắc đạo đức của quận fulton chỉ áp dụng cho các quan chức và nhân viên của quận ông cho biết ủy ban đạo đức bang georgia là cơ quan thích hợp để xem xét các khiếu nại chống lại willis Năm ngoái, Willis đã truy tố Trump và 18 đồng phạm, bao gồm cả Michael Roman, một quan chức chính trị của đảng Cộng Hòa, người đầu tiên để đơn cáo buộc Willis được hưởng lợi về mặt tài chính từ mối quan hệ lãng mạn của cô với Wade. Một thẩm phán tiểu bang hiện đang cân nhắc bằng chứng chống lại cáo buộc không đúng mực của Willis và liệu cô và nhóm của mình có nên bị loại khỏi vụ án hay không. Đồng thời, các nhà lập pháp tiểu bang đã thành lập một ủy ban đặc biệt của Thượng viện với quyền triệu tập để điều tra các khiếu nại chống lại luật sư của quận. Thưa quý vị, hai khiếu nại nộp lên Hội đồng Đạo đức tách biệt với thủ tục loại bỏ tư cách và cuộc điều tra của Thượng viện tiểu bang. Hai cá nhân Gregory Mantle và Stephen Grammer lần lượt nộp đơn khiếu nại vào tháng 1 và tháng 2. Các bộ Willis có nhiều hành vi vi phạm đạo đức. Mantel, người sáng lập dịch vụ tin tức điều tra, đã đệ đơn khiếu nại Willis vào ngày 27 tháng 1. Theo Newsweek, Mantel tuyên bố, văn phòng luật sư quận đã từ chối không đúng yêu cầu hồ sơ của anh ấy về báo cáo chi phí cho năm 2021-2023, cũng như tất cả các hợp đồng về khoản thanh toán được thực hiện cho Way trong những năm đó. Ông cũng đã yêu cầu hồ sơ liên quan đến số tiền thưởng 14,6 triệu đô cho Bộ Tư pháp. Khiếu nại gia dông của Kramer đặt ra câu hỏi về việc thuê Way, vụ ngoại tình, tiền bồi thương của Way, số tiền chi cho các cuộc hẹn hò và chuyến đi. Khả năng mối quan hệ này đã tạo ra một môi trường làm việc thù địch và liệu số tiền đóng thuế trả cho Way có thể được chi tiêu tốt hơn hay không. Kramer viết trong đơn khiếu nại ngày 14 tháng 2, các nguồn lực và chi phí tài chính bổ sung cho tòa án và văn phòng luật sư quận đều do những người đóng thuế ở quận Fulton như tôi chỉ trả là để giải quyết mối quan hệ không đúng mực này. Dân biểu Marjorie Tyler Green, một người ủng hộ Trump trung thành cho biết, cô cũng đã nộp hai đơn khiếu nại về đạo đức chống lại Willis và đang mong chờ phiên điều trần. Nếu hội đồng đạo đức quận Fulton phát hiện Willis vi phạm quy tắc đạo đức của quận, cô ấy sẽ phải đối mặt với khoản tiền phạt là 1.000 đô la. Thưa quý vị, tuy nhiên, vì hội đồng quản trị xác định Willis nằm ngoài phạm vi quyền hạn của mình nên cô ấy sẽ không bị khiển trách. Khép lại bản tin hôm nay, Emily và đội ngũ ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý vị, ông bà, cô chú, anh chị em đã chọn channel YouTube của Emily để cập nhật các bản tin hàng ngày cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và ủng hộ chúng tôi đội ngũ ban biên tập luôn luôn nỗ lực để cập nhật tin tức gửi tới quý vị nhanh nhất để không phụ sự kỳ vọng của quý khán thính giả và quý vị hãy ủng hộ chương trình bằng cách bấm like, share và đăng ký kênh BTV e Time để không bỏ lỡ bất kỳ nội dung hấp dẫn nào từ chúng tôi. Xin hãy để chúng tôi biết nếu quý vị hoặc bất kỳ ai trong cộng đồng có bất kỳ ý kiến hoặc đề xuất nào để cải thiện trải nghiệm kênh mới. Chúng tôi luôn luôn lắng nghe và sẵn sàng làm việc để nâng cao chất lượng nội dung và tạo ra một môi trường thoải mái và hỗ trợ cho tất cả quý vị.